Xin chào mọi người nha, chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi live ngày hôm nay này. Hay. Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ bước sang buổi số 33. Đấy, đây cũng là một hành trình rất là dài đúng không? Chúng ta đã cùng nhau đi được 33 buổi, tức là 33 bài, 33 lần mà chúng ta đã luyện tập cùng với nhau rồi, hướng tới kỳ thi ngày 1 tháng 12 sắp tới, kỳ thi GPT đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn giải quyết thêm một dạng môn đai nữa trong đề ngữ pháp của chúng ta, đó là bài tập điền sao. Dạng bài này thì xuất hiện từ đề N5 cho tới N1 luôn đúng không? Thế cho nên là tất cả các bạn đều nên tham khảo và nên xem đến cuối video để chúng ta tổng hợp kiến thức cũng như là được luyện tập làm dạng bài này. Được chưa mọi người? Ok, this next. Rồi, bắt đầu này. Hãy định nghĩa về dạng bài này thì đây là một dạng bài được đánh giá là khá khó và thường các bạn học viên có kêu than với mình là dạng bài này khó quá các bạn. Thường thì em làm sai nhiều, ví dụ trong đề có 5 câu thì phải làm sai ít nhất là 3 câu, không thì 4 câu, nhiều khi đề khó quá là sai full luôn. Đấy, thế cho nên ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp tất cả những cái lỗi sai mà mọi người hay mắc phải để rút ra những mẹo hoặc là những phương pháp để giúp mọi người làm dạng bài này tốt hơn, ăn điểm tốt hơn. Hãy, đầu tiên là dạng bài này là sắp xếp lại câu đúng thứ tự. Mọi người nhá, đúng thứ tự và chọn đáp án phù hợp để điền vị trí sao. Được không mọi người? Thường thì nó sẽ có dạng như thế này. Đây ạ, người ta sẽ cho mình 4 ô trống đúng không? Nó là một câu hoàn chỉnh rồi, nhưng người ta sẽ nhặt 4 cái vị trí này để cho xuống 4 đáp án của chúng ta và yêu cầu mình sắp xếp lại cái thứ tự chính xác nhất trong câu. Ví dụ ngôi sao ở đây đúng không? Thì các bạn sắp xếp số mấy vào ngôi sao thì mọi người sẽ khoanh tương tự vào đáp án đó. Chắc là mọi người làm rồi, mọi người biết kiểu dạng bài này rồi đúng không? Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung vào phương pháp, vào mẹo làm bài và những điểm cần lưu ý khi làm dạng bài này. Đầu tiên đó là các bạn hoàn toàn có thể dựa vào gợi ý giữa hai đầu và cuối của phần cái chân. Như chúng ta vừa nói thì thường nó sẽ có 4 phần cái chân như thế này đúng không? Phía trước có thể là A, phía sau mình sẽ gọi tên là B. Thì các bạn dựa vào A ở đây, ví dụ danh từ chẳng hạn, B ở đây chẳng hạn như là động từ hay là trợ từ đúng không? Thì mình sẽ dựa vào cái gợi ý này để mình có thể là đoán vị trí của số 1 và số 4. Được không mọi người? Mình đoán được mọi người nhá. Thì ít nhiều trong 4 đáp án mình đã loại trừ được 2 rồi, thì còn 2 cái thôi thì mình cũng sẽ làm được nhanh hơn đúng không ạ? Cái số 2 đó là xác định mẫu ngữ pháp có ở trong câu. Bởi vì sao nhỉ? Đây là bài tập về ngữ pháp mà. Thế cho nên chắc chắn là cả trên câu nhá và cả 4 đáp án người ta sẽ hỏi mọi người về một ngữ pháp nào đó. Ví dụ các bạn đi thi N3 thì chắc chắn trong câu sẽ có ngữ pháp N3 rồi, nhưng ngoài ra vẫn có những ngữ pháp cơ bản từ trình độ sơ cấp N5, N4 đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ xem là à, ngữ pháp người ta muốn hỏi mình là gì, mình học ngữ pháp này rồi thì nó có cách kết hợp hoặc là có lưu ý gì, có cách dùng như thế nào đúng không ạ? Số 3 là chú ý mệnh đề định ngữ. Đây là một phần mà các bạn học N5 đã được học rồi đúng không, và các bạn cũng cảm thấy nó khá là phức tạp. Bởi vì sao ạ? Thường khi mà chúng ta tư duy mình cai qua hoặc mình nói thì mình sẽ thường nói theo chiều xuôi đúng không, nó thuận theo ngữ pháp của tiếng Việt, nhưng mà tiếng Nhật thì lại khác, nó hơi bị ngược một chút xíu. Vì vậy là trong câu ít nhiều nó cũng sẽ có những cái trường hợp là ví dụ động từ đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đấy, nên các bạn cũng phòng trừ là à sẽ có cái trường hợp này xảy ra đúng không, nên là mọi người cũng cần phải lưu ý để mình sắp xếp sao cho nó phù hợp nhất. Còn cuối cùng là dựa trên tính phù hợp về cách kết hợp. Hãy, cách kết hợp là một trong những phần rất là quan trọng khi các bạn học ngữ pháp đúng không ạ? Thì mọi người sẽ biết là à đứng trước ngữ pháp này danh từ có nô, danh từ thêm đà, thêm đế a đự hay là giữ nguyên chẳng hạn, thì khi mà chúng ta đã nắm rõ được cái sự kết hợp của nó rồi thì chúng ta cũng sẽ biết là à thì ra đứng trước cái này nó phải là na, đứng trước cái kia nó phải là nô, được không ạ? Đó, thì chúng ta sẽ linh động về sự kết hợp động từ, danh từ và cấu trúc ngữ pháp có ở trong câu nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử sức với các câu dạng bài sao từ cấp độ N5 cho tới N1 luôn ha. Ame ga nani nani ni narimashita. 1 ga ni yande, 3 akaruku, 4 sora. Hay, chữ Hán thì chắc mọi người biết đọc với biết nghĩa hết rồi đúng không? Ame ga, rồi chúng ta vừa bảo là gợi ý giữa hai đầu trước và sau đúng không? Ở đây có ga, ame ga, các bạn thấy quen không ạ? Thường là mưa rơi hoặc mưa tạnh đúng không? Sau đó là ni narimasu đúng không? Narimasu cũng là một ngữ pháp của N5 thôi đúng không ạ? Thì các bạn xem là đứng trước narimasu cách chia của nó như thế nào. Ok không? Đấy là gợi ý nhá. Rồi, hãy Thảo Lê và Bảo Long có chung phương án chính là 2, 4, 1, 3. Rồi, đấy cũng là phương án của bạn Mỹ. Hãy, rồi chắc chắn rồi. Hãy, Bishimasu ne, cô tài bác. 2, 4, 1, 3. Như mình có nói đúng không ạ? Thì ame ga furu là mưa rơi, ame ga yamu là mưa tạnh đúng không ạ? Vì vậy chắc chắn ở đây là số 2. Sau đó mình có VT rồi, đúng chưa ạ? Bây giờ còn ni, còn narimashita đúng không? Đứng trước narimasu nếu mà là tính từ đuôi y thì mình sẽ bỏ y thêm cự và đây chính là đáp án số 3 đấy. Đấy, thì ít ra chúng ta cũng đã sắp xếp xong được số 2 với cả số 3 rồi đúng không? Còn 1 với cả 4 thì chắc chắn là 4 phải đứng trước 1 là danh từ ga, sau đó tính từ đúng không? Soda ga, được chưa nào? 4, 1. Vì vậy các bạn sẽ gióng thẳng xuống ngôi sao đang sắp xếp cho số 1 nên mọi người khoanh 1. Các bạn biết cách làm chưa nhỉ? Về số 1 chúng ta có là sau khi mà tạnh mưa đúng không? Soda là bầu trời đúng không ạ? Bầu trời cũng đã trở nên sáng sủa hơn rồi, tức là sau cơn mưa trời lại sáng ấy mọi người. Mình hay nói câu như vậy đúng không? Mọi người hiểu câu số 1 chưa?
Ok Lam nhá. Rồi vậy chúng ta sẽ chuyển sang câu tiếp theo, câu số 2. Tiếp tục vẫn là câu hỏi trong đề N5 cho mọi người nhá. Mình lấy chất lọc trong sách tổng ôn N5 của Dũng Modi luôn. Câu số 2 trang 241. Mời các bạn thử sức nào. Ở đây là đoạn hội thoại đúng không? Ở trên taxi đấy, taxi. Hay. Tiếp theo mọi người theo dõi có phần đóng mở ngoặc như thế này đúng không? Thì đây là lời nói trực tiếp, lời trích dẫn trực tiếp. Hay mọi người xem là ai đang nói với ai nhá. Sumimasen, tsugi no nani nani magatte kudasai. Hay, gợi ý ở đây đó là có chữ no sau no. Sau no sẽ là một danh từ đúng không cả nhà? Danh từ trong bốn đáp án có thể là 2, ka độ. 2 này, hoặc cũng có thể là 3 đúng không? Hidari, chữ này là hidari đúng không? Mọi người đọc được chưa ạ? Đó. Sau đấy tiếp theo các vế đằng sau đúng không? Mình sắp xếp trợ từ nhị và trợ từ ộ như thế nào để thỏa mãn với động từ lá magatte kudasai. Ok chưa mọi người? Đó. Bạn Thảo Lê chọn 2431 này. Còn bạn Diệu Nguyễn chọn 2413. 2134 cũng là phương án của bạn Thùy Hương luôn. Mới câu số 2 thôi mà nhiều đáp án khác nhau quá nhỉ? 2431, 2431 xong hỉ sàng. Ok, chúng ta sẽ cùng chữa nhé. Đầu tiên, chúng ta có từ tsugi no. No cái gì đúng không? Cái gì tiếp theo mọi người nhỉ? Không thể nào là bên trái tiếp theo được mà phải là kado đúng không? Góc tiếp theo, góc ở trên đường xá ấy mọi người, cho 2 vào đây. Hiện tại mọi người đang đều chọn 2. Ok. Tiếp theo chúng ta có cả một cụm rẽ trái hay rẽ phải, mình sẽ có là hidari, hidari, hidari gì nhỉ? Hidari nhị được không ạ? Tức là 3 sau đó đến 1, 3 1 đó. Hiện tại đáp án này đang đúng mọi người nhá. Mọi người nhớ rẽ trái, rẽ phải sẽ là hidari nhị magatte kudasai, migi nhị magatte kudasai. Được chưa nào? Còn cái u thì nó sẽ đi theo sau số 2, tức là đi theo kha độ, được chưa? Mọi người cùng nhìn nhá. 2 1 3 4 được chưa? Số này số 4 nhá. 2 1 3 4. À, nơi bên dưới đúng không mọi người? Mình xin lỗi mình gạch nhầm nhá. 2 1 3 4. Rồi mình sẽ đọc lại này. Sumimasen. Tsugi no kado. Kado gì mọi người? Đi với 1 nào. Tsugi no kado midari hidari ni magatte kudasai. Đúng không? Thì đây chúng ta sẽ hiểu là khách hàng nói với bác tài xế đi, đúng không ạ? Là xin lỗi anh đúng không? Làm ơn cho, làm ơn gì nhỉ? Làm ơn rẽ sang trái đúng không? Ở cái góc đường tiếp theo đằng kia. Idesne. Mọi người hiểu không ạ? Hay. Rồi, tiếp tục. Một câu hỏi về N5 nữa này. N5 nha. Mainichi Nihongo. Câu này là một câu rất là dễ, mọi người gỡ gạc cho câu 2 nhá. Nakanaka jōzu ni naranai. Hay. Gợi ý của chúng ta thì phía trước là danh từ. Đúng không ạ? Nihongo. Đúng không? Chúng ta sẽ nhìn đáp án nhé. Có một cụm rất là quen thuộc luôn. Ichi, o, ni, benkyo, san, ga, yon, shite iru. Hay. Mọi người đã nhận ra nó dễ chưa? Mặc dù ghép sai nhưng khoanh đúng ô sao là được. Đúng rồi, nếu mà đi thi á, chúng ta chỉ cần chọn đúng vị trí ngôi sao là mình đã ăn chọn điểm của câu đấy rồi. Đấy. Tuy nhiên thì trong quá trình mà chúng ta luyện tập, các bạn sắp xếp như thế này là cũng đang rèn cái sự tư duy ấy, để khi mà chúng ta cai qua mình cũng sẽ nói theo thứ tự nó chuẩn hơn, nó tự nhiên hơn đấy cả nhà. Đấy, và một cái quan trọng nữa đó là các bạn sẽ học đúng về ngữ pháp, đúng không? Sắp xếp câu. Rồi, 1, 2, 4, 3 là phương án của Thảo Lê và anh Nam Nguyễn rồi. 1, 2, 4, 3. Ừ, bạn Mỹ cũng chọn là 1, 2, 4, 3. Mọi người có thấy quen không? Nihongo ben kyo sư được. Mình hay nói như vậy rồi đúng không? Thì chắc chắn 1, 2 nằm ở đây rồi. Ở đây không có sư được nhưng sẽ có shite iru, đáp án 4 nằm ở đây. Còn cuối cùng là 3, chính là chữ từ ga, được chưa? Desu ga, masu ga, đây là shite iru ga đấy mọi người. Đấy, thì câu này có nghĩa là gì nhỉ? Hàng ngày này thì tôi đều học tiếng Nhật đúng không? Thế nhưng mà làm sao nhỉ? Nakanaka, mãi mà không giỏi lên được. Đấy, có thể là chúng ta chăm chỉ thôi nhưng mà chúng ta chưa biết phương pháp học làm sao cho đúng, cho hiệu quả hơn đúng không? Thì các bạn nhớ xem like nhá để mình có thể là giỏi hơn. Đấy, 1 2 4 3 là phương án của câu này. Mọi người đều nắm được rồi đúng không nhỉ? Idesne. Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang đề của N4 này trong sách tổng ôn N4 của Dũng Modi. Đấy, mite kudasai. Câu 4. Ashita wa nani nani ryōkō ni ikitaku nai. 1 dakara. 2 shi. 3 samui. 4 ame ga furiso. Nhắc tới ngữ pháp mà người ta muốn hỏi các bạn trong câu này chính là về sô đúng không mọi người? Về sô. Và shi cũng là một trong những ngữ pháp của N4 nữa, nó là chức năng liệt kê đúng không ạ? Dakara thì N5 rồi, là chữ vì rồi. Còn samui là tính từ đúng không? Mọi người sẽ dựa vào những cái cách kết hợp đó để sắp xếp lại câu nhé. Ashita wa, ngày mai ... nên tôi không muốn đi du lịch. Hãy. Rồi, anh Nam chọn là 3241. 3241. Hãy, Phương Thủy cũng là 3241, chính xác.
chúng ta sẽ chữa nhá. Đáp án đúng của câu này là 3, 2, 4, 1. Cụ thể như sau. 明日は寒いし. Đúng không ạ? Ngày mai thì trời lạnh này. Chi là để nối, để liệt kê tiếp đúng không? Mà 雨が降りそうだから. Nghe nói trời còn mưa nữa đúng không? Trông kiểu mình nhìn thấy trời đất âm u đúng không ạ? Mình bảo là trời thế này thì ngày mai chắc là mưa đấy, sắp sửa mưa đấy. Cho nên tối không muốn đi du lịch đâu. Đi du lịch mình muốn thời tiết nắng đẹp, chụp được nhiều ảnh selfie đúng không? Nhưng đằng này trời lạnh này còn mưa thì tôi không thích đi đâu, tôi không muốn đi đâu. Được chưa mọi người? Ok nhá, câu này đúng này. Tiếp theo câu số 5. ゆかが何々気をつけて歩いてください. 1 ように2から3転ばない4濡れています. Hay. Ngữ pháp trong câu này chính là từ ように. Gợi ý đầu cuối thì chúng ta sẽ có là ゆかが đúng không? ゆか chính là cái sàn nhà ấy mọi người, sàn nhà chấm 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 đúng không? Cho nên hãy chú ý và đi lại cho cẩn thận đấy nhé, được không nào? Rồi, Trần Hạt chọn là 4 2 3 1. 4 2 3 1. Hay. Bạn Phương Thúy, Bảo Long, Mỹ và ngày mai cũng đang chung phương án này. Hãy đi xem nhé. Cô tải ạ. 4 2 3 1. Rồi mình vừa gợi ý cho các bạn từ yuka là sàn nhà nó đang như thế nào đúng không? Thì là đáp án số 4, nurete imasu. Sàn nhà đang bị ướt đúng không ạ? Vì đấy, kara. Cho nên korobanai yoni 3 1 để không bị ngã đúng không? Thì hãy chú ý đi đứng cho cẩn thận đấy nhé. Được chưa nào mọi người? Các bạn nhớ nhá, về được hoặc về nai rồi nhỉ, để như thế nào đó, đúng không nào? Đây là ngữ pháp chính của câu này. Kara thì của nửa năm thôi, vì đang bị ướt về mascara. Được chưa? Mọi người nghe rõ phương án dịch chưa? Ii desu ne. Tiếp tục mời các bạn sang câu số 6. Đố cơ bản. Hai. Kono restoran wa nani nani no de kino denwa shite okimashita. 1. Hito. 2. Yoyaku shita. 3. Irenai. 4. Chắc là cái số 3 mình phải đọc hai đê này đúng không ạ? Còn yong là từ shika. Hai. Mọi người nhận ra ngữ pháp trong câu chưa? VT okimashita đúng không? Làm sẵn làm trước cái gì đó. Tiếp theo gợi ý trong đáp án số 4 mình có từ shika, chắc chắn đi theo sau của nó phải là thể phủ định, tức là có chữ nai. Đấy, vì vậy là phần trăm rất lớn, 4 sẽ phải đi với 3 luôn, đúng không? Sau đấy thì mọi người nhớ một trong 4 mẹo mà mình vừa chia sẻ đầu lại ấy, đó là sử dụng mệnh đề định ngữ, đúng không ạ? Định ngữ ở trong câu này chính là động từ đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đấy. Hãy mời các bạn nhé. Vì nhà hàng này chấm 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 nên hôm qua tôi đã gọi điện trước rồi. Hãy. Bạn Trần Hạt câu 6 này chọn là 1 4 3 2. Bảo Long 2 1 4 3 2 1 4, 3. Đây là hai phương án mà mọi người đang ai mai đúng không? Và vị trí ngôi sao cũng đang khác nhau đấy. Bên trên thì là 3, còn bên dưới thì là 4 đúng không? Xem ai mới đúng đây. 2, 1, 4, 3 cũng là phương án của bạn Hỷ. Rồi, mọi người cùng nhìn câu nhé. Đây, chà, đáp án chính là 2, 1, 4, 3. Chúc mừng các bạn ở dưới nhá. Ở đây chúng ta có là nhà hàng này như thế nào ấy mọi người? Như thế nào nhỉ? Hay, đúng rồi, phải là số 2 chứ. Yoyaku shita hito shika hairenai no de. Vì đúng không? Shika là chỉ. Chỉ ai nhỉ? Chỉ những người đúng không? Danh từ đúng trước shika nữa. Chỉ những người đã đặt trước rồi mới có thể vào được thôi. Cho nên hôm qua tôi đã gọi điện trước rồi. Mọi người hiểu là nhà hàng này có thể rất là đông hoặc là nổi tiếng đúng không? Thế cho nên là chỉ những người mà đã đặt trước, đã hẹn bàn trước thì mới được vào ấy. Các bạn hiểu không ạ? Thử xem phương án bên trên 1432 của các bạn nhé. 1 là hito, 4 là shika. Hito shika irenai yoyaku shita no de. Đó là bên mọi người đang bị nhầm theo cách nói xuôi đấy. Là hito shinai irenai, chỉ những người được vào tôi, vì tôi đã đặt trước rồi nên hôm qua tôi đã gọi điện trước rồi. Mọi người thấy nó bị hên chưa ạ? Không hợp lý đúng không? Nó không có logic trong câu ấy. Đấy, thế cho nên là phương án bên trên bị sai nhá. Các bạn nhận ra chưa ạ? Ok, rồi, câu 7. Hãy, nana bang desu ne. Yaseru no wa taihen da kedo nani nani ochiru no de tanoshii. 1. Undou wo ni suru hodo. 3. Taiju ga yon sureba. Hay, ngữ pháp trong câu này của chúng ta chính là về bả, về hồ đồ đấy mọi người. Hay, về bả chấm 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 về hồ đồ. Rồi, tiếp theo các bạn đã nhìn thấy có o có ga đúng không, thì lần lượt nó sẽ theo sau cái gì? Hay. Bạn Hồng Hải Nguyễn chọn là 1 4 2 3. 1 4 2 3. Rồi, ngày mai và Thảo Lê cũng có chung phương án này.
Song Hỷ và Huyền Thi Đô cũng chọn phương án này, chính xác nha mọi người nhá. Đây, chúng ta sẽ cùng nhìn phương án này, 1, 4, 2, 3. Vì vậy ngôi sao các bạn sẽ khoanh vào 2. Nhưng mình có nói là phải về bà, về hồ đồ, đúng không? Thì mình sẽ có là gì đây các bạn nhỉ? Ưng đô sư đề bà. Bình thường ưng đô sư đự của chúng ta là tập thể dục, là vận động, đúng không? Thì đây là chuyển sang bà thôi, đúng không? Thể điều kiện ạ, là ưng đô sư đề bà, sư đồ hồ đồ, đúng không? Thì sau bà sẽ đến với hồ đồ mà. Đáp án 2 nằm ở đây. Còn cuối cùng, tai ju ga ochiru, đúng không nào? Các bạn đọc chữ Hán và hiểu nghĩa của nó không? Hay tai ju là cân nặng, đúng không? Còn undo là vận động, vì vậy mình sẽ dịch là việc giảm cân, đúng không? Thì rất là vất vả. Nhưng mà càng, được không ạ? Ngữ pháp càng. Nhưng mà càng tập thể dục hay là càng vận động thì càng giảm được cân, đúng không? Tai ju ga ochiru node, nên tôi thấy rất là vui và xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra ấy, đúng không? Với sự cố gắng của bản thân. Hay rồi, mọi người chọn đúng rồi nhá. Tiếp theo câu số 8. Rồi, câu số 8 này. 最近は結婚したい若者が多いので、日本の人口はこれから何々思う。 1、行く。2、減って。3、さらに4と。 2. Rồi, các bạn đã nhận ra ngữ pháp N3 mà người ta muốn hỏi mọi người trong câu này là gì chưa? Gợi ý ở đây là có từ 思う, đúng không? Thì đằng trước là hay đi với tụ 思う. Vì vậy chắc chắn là số 4 nằm ở cuối rồi, đúng không? Loại 4 xong. Và trước tụ thì chúng ta phải chia thể thường. Thể thường trong câu này có từ gì nhỉ? Tệ không được, đúng không? Sarani không được, đúng không? Cho nên là một, đúng không mọi người? Chắc chắn một nằm ở đây. Nếu mà đi thi chỉ cần dừng lại ở đây thôi là các bạn đã khoanh được đáp án đúng là số 1 rồi. Rồi, thì mọi người đã khoanh được một rồi, đúng không? Còn hai với cả ba thì sẽ phải là VT y cự mà, đúng không? Sẽ hai đứng trước một, tức là nằm ở vị trí này. Còn lại sắp xếp nốt ba vào đây. 3, 2, 1, 4 là phương án của câu này. Được chưa cả nhà? Còn về ngữ pháp nhá, thì chúng ta sẽ có là VT y cự, được chưa? Các bạn nào mà đang học ngữ pháp N3 rồi hoặc học hơn rồi thì các bạn sẽ nhận ra ngay, đúng không ạ? VT y cự của chúng ta là thể hiện sự thay đổi từ hiện tại cho tới tương lai luôn. Bởi vì nó còn có cái từ cố đề cà đà nữa mà mọi người, từ nay về sau sẽ như thế nào đó, được không ạ? Các bạn nào thử dịch được câu này không? Dạo gần đây, đúng không? Chủ ngữ là ai nhỉ? Wakamono. Đấy, là giới trẻ, là những bạn trẻ không kết hôn thì rất là nhiều, đúng không? Cho nên Nihongo Jinko, Jinko là dân số, mọi người để ý trường âm nữa nhé. Dân số của Nhật Bản tôi nghĩ rằng từ nay về sau, đúng không? Nó sẽ còn giảm mạnh hơn nữa. Sarani của chúng ta chính là từ hơn nữa đi mọi người, là nó sẽ còn giảm hơn nữa cơ. Ii desu ka? Sarani, được chưa nào? Hette iku to omou. Hai, wakarimashita ka? Rồi, tiếp theo chúng ta chuyển sang câu số 9 nhé. Q bảng. 昔と違って今は何々ことができるようになった。 1、従業2を通じて3、インターネット4、受ける。 Hay, câu này vẫn là một câu dễ nha mọi người nhá. Bởi vì sao ạ? Cái vị trí cuối ở đây có ことができる thể hiện khả năng, đúng không? Nên đằng trước của nó phải là về được. Rồi, tiếp theo là trong câu có một ngữ pháp điển hình, rất rất là điển hình của N3, chính là o tsujite, đúng không? Mà đứng trước o sẽ là một danh từ. Đấy, mọi người dựa vào hai gợi ý, thứ nhất là ngữ pháp, tiếp theo là gợi ý đầu cuối, đúng không? Đấy, là mọi người sẽ làm được câu này ngay. Bạn Trần Hạt này, bạn Phương Thúy và Thảo Lê cũng có chung quan điểm này. 3, 2, 1, 4. Khác với ngày xưa thì bây giờ có thể tham gia tiết học thông qua internet. Ok, được nhé. Hãy 3, 2, 1, 4, đúng rồi. Mọi người dựa vào gợi ý đúng không? Thì cái V được cô tổ, mà V được ở trong câu này chỉ có số 4 thôi. Số 4 nằm ở đây. Tiếp theo, đứng trước số 2 chắc chắn là danh từ. Mà danh từ thì sẽ là 3, đúng không? Internet tố, tư tế, 3 phải cộng với 2. Đó, bây giờ chúng ta chỉ còn lẻ loi mỗi cái 1 thôi, đúng không ạ? Mà 1 thì sẽ, ố thì cần phải theo sau động từ. Động từ ở đây chính là ok được, 1 sẽ cộng với 4. Đấy, thì mọi người sẽ tư duy vào và mình sắp xếp lần lượt như thế nhá, thì sẽ ra được vị trí này. Đó, thì câu này mình sẽ dịch như sau này. Khác với ngày xưa, đúng không? Bây giờ thông qua otsujite, mọi người nhìn chữ Hán có thấy quen không ạ? Đây chính là chữ thông, đúng không? Nó sẽ thông qua một cái trung gian nào đấy, đó là thông qua mạng, thông qua internet mà chúng ta đã có thể tham gia tiết học được rồi. Giống như chúng ta đây này, mình đang học qua livestream, đúng không? Hay là các bạn học online đấy. Đấy, thì là thông qua mạng internet thôi. Internet, một cải tiến của công nghệ thông tin, đúng không nào? Rồi, từ câu 10 trở đi chúng ta sẽ sang đề của đường 2 mọi người nhé. Hãy. Volunteer ga kikkake de nani-nani. 1. Hataraku. 2. Koto ni natta. 3. Otetsudai shite ita. 4. Shisetsu de. Hãy. Câu này vế 1 là tách biệt rồi, đúng không? Rồi, thế còn vế đằng sau mọi người sẽ dựa vào ngữ pháp là koto ni natta. Đứng trước koto sẽ là ve de. Hoặc là ve nai, đúng không? Thì mọi người sẽ xem V được ở đây chỉ có số 1 thôi, đúng không ạ? 1 phải cộng với 2. Còn 3 với cả 4 thì các bạn đặt cái nào đứng trước cái nào? Hãy. Rồi, 3, 4, 1, 2 là phương án của bạn Hà Nông Định nhỉ? 3, 4, 1, 2. Các bạn khác nào?
3, 4, 1, 2. Đa số các bạn đang chọn. Ngoài ra cũng có phương án là 4, 3, 1, 2 nữa. Hay. Mọi người nhìn thấy gợi ý của mình chưa? Đấy, thế cho nên là đáp án chính xác phải lần lượt là 3, 4, 1, 2. Đấy, chúc mừng các bạn đã chọn đúng này. Bây giờ mình sẽ chữa lần lượt như sau nhá. Số 3 trước. Otetsudaishite ta, sau đó cộng với 4 là danh từ, tức là ve ta cộng danh từ, đúng không mọi người? Đây cũng là một trong những hình thức của bổ nghĩa, mệnh đề định ngữ, đúng không ạ? Tiếp theo là 1 cộng với 2 thì đây là ngữ pháp mà. Kotoninatta nó sẽ nằm ở cuối câu luôn, đúng không? Nên chúng ta sẽ sắp xếp lần lượt là như vậy. Còn về ý nghĩa thì các bạn, có bạn nào dịch chưa nhỉ? Mọi người còn nhớ ngữ pháp không? Kotoninatta. Rồi, ngữ pháp này dịch là gì các bạn nhỉ? So desu ne. Ở đây mình sẽ có kikake, đúng không? Là cái nguyên cớ, cái nguyên nhân nào đấy. Thì trong câu này mình sẽ hiểu là nhờ vào việc tham gia câu lạc bộ tình nguyện, đúng không? Thế cho nên tôi đã hataraku koto ni natta. Đây là một ngữ pháp mà thể hiện cái sự quyết định của một tổ chức, đúng không? Của một nhóm người chứ không phải là chỉ cá nhân của mình đâu. Đấy, cá nhân mình không dùng cái này mọi người nhá, sẽ dùng koto ni sudo cơ. Thì mình sẽ hiểu là tôi đã được nhận vào làm, đúng không? Tại đâu đây ạ? Đây. Shisetsu là một cái cơ sở, đúng không ạ? Cơ sở mà tôi đã otetsudai shite ita, đã từng đến giúp. Ok chưa? Hay mình sẽ nói lại nhá. Nhờ vào việc tham gia câu lạc bộ tình nguyện mà tôi đã được nhận vào làm tại một cơ sở mình đã từng đến giúp. Hay. So desu ne, chính xác rồi ạ. Rồi, tiếp theo sang câu số 12 nào. Gomenasai, câu 11 đúng không? Hay mời các bạn sang câu số 11 nhá. 11. Karada ni ii to kiite kara kono nomimono o nani nani 1. Natta 2. Kakasazu 3. Nomu you ni 4. Mainichi. Hay. Rồi, các bạn thử làm câu 11 nào. Te kara, đúng không? Sau khi nghe rằng nó tốt cho sức khỏe cho nên tôi chấm 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 đồ uống này. Hay. Mọi người nhận thấy ngữ pháp trong câu chưa? Ngữ pháp chính là yo ni natta, đúng không? Nên chắc chắn 3 sẽ phải đi với 1 rồi. Còn mỗi 2 với cả 4 thôi. Các bạn sắp xếp anh nào đứng trước anh nào và đứng đằng trước hay là đằng sau của ngôi sao. Rồi, Quỳnh Như chọn 2, 4, 3, 1 đúng không nào? Đây, 2, 4, 3, 1 là phương án của bạn Như. Hay các bạn khác ạ? Mặc dù câu này nói là của N2 nhưng mà không quá khó đúng không? Và các bạn đang học N3 thì vẫn có thể làm được mọi người nhé. Thử sức làm nào. Ngày mai cũng chọn là 2, 4, 3, 1 rồi. Huyền Hido là 2, 4, 3, 1. Tức là hai vị trí cuối cùng chúng ta vẫn là 3, 1. Thì đi thi là tất cả mọi người đều chọn 3 rồi. Thế nhưng mà vị trí chính xác của 4 và 2 ấy, mọi người, thì nó phải là 4, 2, 3, 1 thiểu số đúng không? Chỉ có 1, 2 bạn chọn phương án này thôi. Tại sao lại là 4 đứng trước mọi người nhá? Mai đi chị là hàng ngày rồi. Chúng ta có thêm từ này đọc là ca mọi người nhá. Kakasazu là không thiếu một ngày nào ấy ạ. Được chưa nào? Là không thiếu một ngày nào tôi đều uống loại đồ uống này. Ví dụ mình lấy một cái đơn cử như là trà diếp cá chẳng hạn đi, đúng không? Khi mà tôi nghe được tin tức rằng là cái trà diếp cá nó rất là tốt cho sức khỏe, thế cho nên là không trừ một ngày nào, đúng không? Không thiếu một ngày nào, tôi uống nó mỗi ngày luôn. Ideska, mọi người hiểu ra câu này chưa? Đó, mọi người nhớ nhá, mai ni chi kakasazu cũng là một cụm luôn. Các bạn thể hiện cái tính kiên trì đều đặn thực hiện một hành động gì đó, không bỏ sót một ngày nào. Ví dụ các bạn xem livestream không sót một ngày nào chẳng hạn. Đấy, mai ni chi kakasazu. Được chưa nào? Hãy mọi người lưu ý rút kinh nghiệm nhé. Đi thi nếu mà có rơi vào cái trường hợp này hoặc gần tương tự như thế này, các bạn chắc chắn phải làm đúng cho mình nha. Ok chưa ạ? Rồi, câu số 12. 12 hơi dài một chút này, nhưng cũng không phải là ngữ pháp quá khó đâu. Mọi người thử đọc và làm nhé. Kōkō jidai no butsuri no sensei wa tōji shūshoku o yotei shite ita nani nani kureta. 1. Iku you ni. 2. Adobaisu shite. 3. Watashi ni. 4. Daigaku ni. Hai. Rồi, mình có một gợi ý dành cho mọi người, đó là cuối câu có kureta đứng trước hay là VT, đúng không? VT kureta. Vì vậy là phần trăm rất là lớn, vị trí số 2 nằm ở cuối cùng. Đúng ạ? Sau đấy mình sẽ có ngữ pháp gì nữa nhỉ? Veta, đúng không? Vẫn là mệnh đề định ngữ của mình nhá. Veta nó sẽ cộng với một danh từ ở phía sau để bổ nghĩa cho danh từ đó. Trong khi đó có cả 3 và 4 thì đều là danh từ, thì mọi người xem là cái động từ yote shite ita đấy ạ, nó đang bổ nghĩa cho tôi hay bổ nghĩa cho trường đại học. Đấy. Hà Nông Định chọn là 3412. 3412. Rồi. Rồi Bảo Long chọn là 3412, bạn Mỹ cũng là 3412. Ok. Rồi, có tài quá. Chính xác nha mọi người nhá. 3412. 3 tức là cái tạ ở đây đang bổ nghĩa cho watashi, đúng không? Sau đó mới đến 4 là dai ga kuni iku. Bởi vì sao nhỉ? Dai ga kuni iku là cả một cụm của mình rồi, là đi học đại học ấy mọi người. Đó, cho nên 1 nằm ở đây và các bạn khoanh vào vị trí sao. Các bạn thử dịch câu này nhá. Câu này chia làm hai vế cũng rất là rõ ràng ấy chứ, đúng không ạ?
thầy giáo đúng không? Thầy giáo dạy vật lý hồi cấp 3 của tôi đã làm gì? VT cứ đề tả ai đó làm gì cho mình đúng không? Đã khuyên tôi, khuyên cái gì nhỉ? Khuyên tôi là nên đi học đại học đi đúng không? Trong lúc mà tôi đang có dự định là đi làm. Ví dụ các bạn chuẩn bị học xong thi tốt nghiệp đi, tốt nghiệp cấp 3 mọi người nhá. Thì đúng vào cái lúc đúng không ạ? Đúng vào cái lúc mà mình đang có dự định đi xin việc, đi làm luôn, thì thầy giáo dạy vật lý hồi cấp 3 của mình lại khuyên mình đúng không? Đã khuyên mình là đai ta cứ nghĩ ích cỡ. Đi học đại học đi em ạ. Đúng nào, các bạn hiểu ra câu này chưa? Ừ, 3, 4, 1, 2 cả nhà nhá. Hãy, câu số 13 nào. 13 là của N1 rồi nên các bạn sẽ nhìn hình thức nó cũng sẽ dài hơn đúng không? Từ đáp án cho đến câu đề. Không sao, mình sẽ cùng giải quyết nhá. 13. Khi tôi đi đệ, đố các bạn biết cái chữ Hán này đọc là gì? Các bạn N2 học chưa ạ? Các bạn học N2 đâu rồi? Thử đọc chữ Hán này giúp mình nhá. À đúng rồi, có một bạn đọc đúng rồi ạ. Mô cử mô cự, chính xác ạ. Mô cử mô cự. Rồi, khi tôi đi đệ, mô cử mô cử tô, sa gyo suru. Ê, tổ, hay, nagara thì là ngữ pháp của N4 thôi đúng không? Vừa làm V1 vừa làm V2. Thì V1 đã có tô đi rồi, các bạn tìm một động từ tiếp theo để thực hiện song song đồng thời với nó. Ichi, ni, kakete wa. Ni, hito wa, mazu inai. San, shigoto wo susumete iku koto. Yon, kare ijou ni. Từ này đọc là gì nhỉ? Chữ ưu ấy mọi người. Sugurete iru, đúng không? Sugurete iru. Hay. Rồi, nam bằng desu ka? Ngữ pháp trong câu này là số 1 đấy mọi người. Nhị cả kỳ tệ, đứng trước. Ô, gomenasai. Hay, rồi các bạn cũng thử làm rồi chúng ta cùng chữa mọi người nhá. Rồi, có đáp án rồi đúng không? Còn câu số 13 nào. 13 mặc dù là có đáp án hơi vội vàng đúng không? Nó lại nhảy lên mất rồi. Đấy, tuy nhiên thì các bạn thử nhìn trong câu cái ngữ pháp chính nhá. Nhị cả kỳ tệ giúp mình. Và sau đấy mọi người thử dịch xem. Câu này em chịu, câu này khó quá đúng không? Chưa học nên là chưa biết à? Hay, rồi, ngữ pháp chính như chúng ta đang nói đó là danh từ cộng với nhị cả kỳ tế vạ. Đó là trong cái khoản này, trong cái lĩnh vực, trong cái mặt này đúng không? Thì ai đó, một người, một sự vật, sự việc là nhất đúng không? Là không có gì so sánh được, không có gì hơn được. Đánh giá cao khả năng, năng lực của ai đó đấy mọi người. Đấy. À, so desu ne, chính xác. Bây giờ chúng ta thử nhìn vào đây nhá. Đáp án đầu tiên là 3 nha. Tori nagara shigoto susumete iku koto. Thì đây là cái V2 của chúng ta đúng không? Vừa giao tiếp mà vừa tiến hành công việc. Sau đó còn lại thì mình sẽ có gì nhỉ? Một đi. Đấy, mình đây là danh từ, cô tổ là danh từ rồi đúng không? Cô tổ nhị cả cái tiếng bạn đó là trong cái khoản này này thì kare ijo nhị, đáp án 4 nằm ở đây. Sugurete iru, đây là V đựng xong lại bổ nghĩa cho danh từ là hito. Đúng không? Các bạn thấy không ạ? Dạng bài này rất hay hỏi về mệnh đề định ngữ được không nào? Còn về cách dịch nào? Các bạn nào dịch giúp mình được chưa? À, nhị cả kê tế bạ lên N1 nó có nghĩa là trong cái mặt này, trong cái khoản này, trong cái lĩnh vực này đúng không? Thì đối tượng mình đang nhắc tới là nhất ạ, là không có gì sánh được, không có gì hơn được, đúng chưa ạ? Học N2 nhưng chưa làm được sensei ạ. Ừ, đây là ngữ pháp thuần của N1 đúng không ạ? Các bạn đang học N1 thì sẽ làm được câu này tốt hơn. Không sao, các bạn đang học N2 hay N3 thì mọi người tham khảo nhé. Để chúng ta biết trước có ngữ pháp này. Rồi ok, thế mình sẽ dịch câu này cho mọi người nghe này. Đó là na cả đệ là trong số đúng không? Trong số rất là nhiều các bạn nhân viên đang làm việc. Thì tôi đi đệ là một mình rồi. Còn cái từ mô cử tội chúng ta sẽ hiểu là làm việc lặng lẽ mọi người. Ờ đúng rồi, cái từ này nó sẽ hiểu là lặng lẽ, chẳng nói chẳng rằng gì cả. Tức là mọi người rất là lặng lẽ tập trung làm việc đúng không? Thì làm sao ạ? Cái vế đằng sau. À so desu ne, chính xác. Thì chắc là, đây là cái phỏng đoán của mình đúng không? Chắc là không có người nào đúng không? Mà sugurete iru mọi người học rồi đúng không? Là cái từ ưu tú, xuất sắc, là từ giỏi ạ. Đấy, thì chẳng có ai giỏi hơn anh ấy trong khoản, đáp án 1 đây này. Trong khoản là vừa làm việc mà lại vừa giao tiếp được với mọi người. Mà nghe rõ chưa? Idesuka. Ồ ok, moishido desu ne, mình sẽ dịch lại cho mọi người nghe này. Trong số rất là nhiều nhân viên làm việc lặng lẽ một mình, được chưa ạ? Thì chắc là không có ai, đúng không? Đây này, mazu wa, hito wa, mazu inai, đúng không? Không có ai, ai làm sao nhỉ? Mà vừa làm V1, vừa làm V2 trong cái khoản này hơn anh đấy. Đấy, tức là không có ai vừa giao tiếp lại còn vừa tiến hành công việc, được chưa nào? Giỏi hơn anh ấy. À ok, rồi mọi người hiểu rồi nhá. Hãy tiếp tục, chúng ta sang câu cuối cùng là một câu hỏi nữa về N1 nha. Câu này thì lại không khó đâu mọi người ạ. Rồi câu cuối cùng nào cả nhà. Gamatte kudasai. Yuji no kekoshiki no speech o tanomare nando mo genko o naninani nattoku no iku mono ga dekita. 1. Case o 2. Kaite wa ya 3. Yatto 4. Kurikaeshite.
Hãy. 5 bạn được các. Mọi người thử làm câu 14 nhé. Đây là thể bị động đúng không? Tôi được nhờ speech chị đúng không? Làm phát biểu trong lễ cưới của bạn thân đúng không ạ? Nan đổ mộ là nhiều lần này. Ở đây mình có thêm từ genko có nghĩa là bản thảo ấy mọi người. Genko o ở đây có trợ từ o nên mọi người cần phải tìm được một động từ cho vào vị trí liền kề đúng không? Động từ trong câu này có khá là nhiều, có một cũng là động từ, hai và ngay cả bốn cũng là động từ đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta xem là đi với cái bản thảo ấy thì mình xóa bản thảo được không? Lặp đi lặp lại bản thảo được không hay là phải viết bản thảo đúng không ạ? Thì căn cứ vào về logic ý nghĩa đúng không? Nên chúng ta sẽ cho hai vào vị trí đầu tiên, phần gạch chân đầu tiên. Sau khi tiêu ạ rồi thì bây giờ mình sẽ xem 1, 3 với cả 4 đúng không? Có một cái gợi ý tiếp theo là cái từ giặt tội ấy mọi người, nó hay đứng ở vị trí nào trong câu nhỉ? Đi liền luôn với kết quả phía sau đúng không? Cho nên 3 nó sẽ nằm ở đây. Đấy, và đằng sau sẽ là một kết quả mang tính tích cực đúng không nào? Còn mỗi 1 với cả 4 thôi mọi người thử ghép đúng không? Kesu o kurikaeshite hay là kurikaeshite kesu o mà o xong lại nhà tội thì lại càng không được đúng không? Thế cho nên chúng ta sẽ chọn là 1 và 4. Rồi, chúng ta cùng check xem thứ tự có phải là 2 1 4 3 không nhá? 2 1 4 3. Ok chưa cả nhà? Ờ đúng rồi, mọi người thử dịch nhá. Đấy, với một chúng ta dịch được rồi này, đó là tôi được nhờ phát biểu trong lễ cưới của bạn đúng không ạ? Tôi đã viết đi viết lại, viết đi tẩy xóa mọi người, viết xong rồi lại xóa đi và cái hành động đấy nó cứ đi cai sự, nó cứ lặp đi lặp lại, tức là tôi cứ viết đi viết lại rồi là tẩy xóa các thứ đúng không? Nhưng cuối cùng thì yatto tôi cũng đã gì nhỉ? Đã chốt được một bản mà mình ưng ý đúng không ạ? Ừ, ok. Câu này nó không quá khó đâu mọi người. Cuối cùng tôi đã hoàn thành được bản mà tôi hài lòng. Ừ, cái từ nạt tố cự ấy mọi người, đấy mọi người học rồi đúng không? Nạt tố cự là đồng ý là chấp nhận, tức là cái bản cuối cùng này mình chọn là cái bản mà mình thấy ưng ý nhất, mình hài lòng, mình chấp nhận về nó nhất được không ạ? Ok chưa? Đấy, quả không hổ danh là một dạng môn đai khó. Ờ, rất là khó đúng không? Hôm nay các bạn làm được bao nhiêu câu nhỉ? Có 14 câu thì mọi người làm đúng được bao nhiêu câu? Trừ những câu cuối rất là khó ra đúng không? Thì tầm từ N3 hoặc là những cái câu đầu của N2 mọi người làm đúng khá là nhiều phải không nhỉ? Hãy. Ờ, いいですね. Rồi. Hãy. Hãy. Ok. Arigato gozaimashita ne. Cảm ơn mọi người hôm nay đã tham gia livestream cùng với Dũng Mori. Hãy, これで終わりますね. 皆さんお疲れ様でした. Bye bye.